xin được trân trọng giới thiệu sản phẩm máy hút thổi chấu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất máy cơ khí nông nghiệp Tây Đô, được nghiên cứu và chế tạo từ những năm 2011. Sản phẩm máy hút chấu đã giành được giải nhì hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc năm 2012 và công ty Tây Đô được trao chứng nhận ISO về hệ thống quản lý chất lượng hàng đầu thế giới ISO 9001:2015. Hiện nay, máy hút thổi chấu của công ty đã được sử dụng rộng rãi trên thị trường máy hút cả nước và các nước Đông Nam Á như Campuchia, Philippines, Sri Lanka, Myanmar, Ấn Độ với các ưu điểm vượt trội. Khách hàng, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Cỏ May. Máy được đặt tại khu C khu công nghiệp Sa Đéc, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Công suất 7 tấn trên giờ. Khoảng cách áp dụng 40m, thổi lên bồn chứa lò hơi cao độ 9m. Tính ổn định và thẩm mỹ, máy được chế tạo từ các phụ kiện được gia công bởi máy cơ khí chính xác CNC. Cho tất cả các công đoạn, cắt tiện, phay, chấn. Tính tiện lợi, bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp thu từng ý kiến của khách hàng để liên tục cải tiến sản phẩm. Tính sẵn có, mỗi máy xuất xưởng đều được lưu trữ hồ sơ cẩn thận. Các chi tiết máy được thiết kế theo một chuẩn đồng nhất. Tính an toàn, các chi tiết chuyển động đều được thiết kế che chắn cẩn thận. Hệ thống điện có nút dừng khẩn cấp để an toàn cho người sử dụng. Bảo hành, với đội ngũ chuyên viên lành nghề, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ hướng dẫn sử dụng máy, tư vấn phương án bảo dưỡng.